Hello anh em, lại là em Buzi TV đây. Hôm trước ở trên TikTok có một ông anh nào hỏi em về cái địa chỉ hồ câu đục giá rẻ mà sang toàn cá cũ. Thì hôm nay em sẽ tiện đường chia sẻ luôn cho anh em về cung đường từ nhà em đến hồ để anh em chọn tham khảo cho dễ nhé. Thì hiện tại em đang có mặt tại cầu Nhật Tân thì để cho anh em dễ tham khảo và tra Google Maps. Sau khi qua cầu Nhật Tân thì anh em mình bắt đầu sang địa phận Đông Anh, thì tiếp tục anh em cứ đâm thẳng cho em nhé. Và kia là cuối cuối đường cầu Nhật Tân anh em ạ. Thì anh em bắt đầu cứ đâm thẳng. Tiếp đó là anh em mình có thấy cái cầu ở trên đầu ấy, anh em đi qua cái cầu đấy rồi bắt đầu rẽ phải anh em nhé. Thì sau khi đi qua cái cầu ở trên đầu thì anh em đến hướng này, anh em bắt đầu rẽ phải anh em nhé. Đấy, anh em rẽ phải vào lối rẽ đầu tiên này. Đấy, anh em đi thẳng lên theo cái đường đấy và lên một cái đoạn cầu nữa thì anh em cứ đâm thẳng thôi, cứ đâm thẳng cho em. Thì sau khi đâm thẳng xuống thì anh em có thấy sẽ thấy một cái cầu vượt, thì anh em mình đi đi lên qua cái cầu vượt đấy luôn nhé. Và sau khi xuống cầu vượt thì anh em cứ đâm thẳng và sẽ đến cái vòng xuyến, thì lúc đấy anh em rẽ phải vào đường Võ Văn Kiệt anh em nhé. Anh tiếp tục anh em cứ đâm thẳng thôi. Sau khi đâm thẳng từ đường Võ Văn Kiệt thì anh em mình cứ đi thẳng lên, rồi anh em nhớ để ý cho em đến cái cột mốc Nội Bài km số 10 nhá. Thì từ cái cột mốc này thì anh em đi thẳng lên một đoạn khoảng tầm 20-30 mét nữa thì sẽ có một đường rẽ phải. Thì rồi anh em mình rẽ phải đi vào đường nhá. Sau khi rẽ phải anh em đi thẳng vào đường đá mới làm thì sẽ có một ngã rẽ đầu tiên. Thì ngã rẽ này sẽ nằm cạnh một cái ngôi nhà nhỏ. Ngay bên trái anh em có thể thấy, thì lúc đấy là anh em cứ đâm thẳng vào là đến hồ thôi. Và đây là hồ mà em muốn giới thiệu đến anh em nhé. Hồ này có tên là Ngọc Thà, 150.000 một buổi và bao ăn cơm trưa luôn. Thì chỉ có câu lục thôi anh em ạ, không câu đài, không câu lăng xê, không câu ba tiêu. Đấy, đây là cái hồ mà chỉ dành cho các bác trung niên hay là về già về nghỉ hưu đi sang bên này chơi một buổi, giải trí cho thoải mái đầu óc anh em nhé. Sau khi xả ổ được 15 phút thì em đã làm ngay được em chép. Mặc dù là cá chép ở bên này nó không được to lắm nhưng mà được bù lại là cái chất lượng thịt nó cực kỳ là thơm và dai luôn. Đến gần buổi trưa thì ông của em đã làm được một em trôi gọi là chạy tít mít luôn. Đặt cái hồ này thì chủ yếu là trôi và chép anh em nhé. Thỉnh thoảng cũng có thả thêm gọi là bồi thêm một ít chấm với cả mè. Đấy, chủ yếu là trôi và chép thôi. Nhưng mà trôi người ta chép bên này toàn con khôn. Thỉnh thoảng mình mới bắt con gấu, nếu mà bắt con gấu thì là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Thì cũng đã đến giờ trưa thì đây là mâm cơm mà hồ câu 150.000 một buổi. Thì anh theo anh em là cái cảm giác, cái đánh giá về cái mâm cơm này là có chất lượng không ạ? Toàn là đồ của nhà tự trồng và tự làm hết. Và đây là thành quả mà sau khi em vừa ăn cơm xong đây. Con này nó kéo một phát của em là bay hết 100 mét cước ra, rồi bát rơi cả xuống hồ, vỡ mất mẻ ngay một miếng ở ngay thành bát anh em ạ. Úi dồi ôi, con này gọi là ở đây gọi là hàng gấu rồi đấy anh em ơi. Và đây là con thứ hai của ông em anh em ạ. Con này là lúc đầu mà dập lên thì không biết con gì, nó ra lúc lên mặt nước thì mới biết là con chu trắng. Mà thì chu trắng thì anh em được biết rồi đấy, cực kỳ là ngon. Mà cá này gọi là cá cũ thì trước em thấy là thả đợt là khoảng tầm từ 1 cân cho đến 1 cân 2, thì cứ về sau nó cứ lớn dần lớn dần lớn dần, mà con này nó rơi vào khoảng tầm 2 cân đến 2 cân rưỡi. Thì em cho em biết là cá trôi lớn rất là chậm nên là em suy ra con này cũng đã ở cũng khá là lâu rồi, nên là cái con này rất là khỏe, chạy cực kỳ thích luôn. Mà đặc biệt mà là cái loại cá chua này lại cực kỳ mang lại cảm giác thích thú cho những bác cần thủ, cho những anh em cần thủ nào đi săn cá chua, đặc biệt là chui củ chạy thì thôi là rét kèn. Thì sau khi kết thúc buổi câu ngày hôm nay của em thì hiện tại của em là tổng năng được là 2 chui và 1 chép anh em nhé. Thì được một con chui bình thường, một con chui củ và một con chép. Thì nếu anh em thấy hay và bổ ích thì anh em thì cho xin một follow và một tim. Nếu anh em nào thích có thể qua kênh YouTube của em là Buzi TV xem những clip về trộm mồi câu hay là chia sẻ về cái kinh nghiệm câu cá anh em nhé. Cảm ơn anh em và mọi người đã quan tâm, hẹn mọi người ở video lần sau.